Xem tử vi về ngày mới, rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung của bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau. Với những con giáp nào là những con giáp khôn khéo và phát tài nhất trong năm Quý Mão 2022? Đây là những con giáp ngu ngơ hưởng thái bình, phú quý thì tự tìm đến nhà. Với những con giáp này là những con giáp cực kỳ khôn khéo. Người xưa thường có câu ngu ngơ hưởng thái bình thì thể hiện với những con giáp sau đây là bốn con giáp thiện lương được Phật bà ban lộc trong năm Quý Mão 2022. Tất cả phú quý tự tìm đến cửa những con giáp may mắn sau đây. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Mão. Về theo tử vi của người tuổi Mão trong năm 2023 bật mí, vốn Mão chạm mặt với hạn 5 tuổi thì những thử thách đang chờ đón Mão ở trong năm 2023 này khi mà là không ít cũng như là chẳng hề dễ dàng. Song bạn dạng mệnh rất biết cách để vượt lên tại nhiều số mạng của mình thì chắc chắn số mạng sẽ an bài. Và con giáp này đã sử dụng chính sự nỗ lực, sự chuyên cần và nghị lực quyết tâm của gia đình cùng bạn nhằm giành lấy những thành công. Và sẽ có những thời điểm mà Mão bỏ nhiều công sức của con người nhằm làm một việc nhưng thành quả nhận lại còn tương đối là thiếu vắng. Với những cảm nhận thật tuyệt vọng, nó xâm chiếm khách tham quan bỗng sinh nghi ngại về con đường mà mình đang được đi theo đuổi. Xong, một cảm giác tiêu cực đó chỉ mang một đặc điểm là không ổn định, bởi Mão sẽ tự vực mình dậy vô cùng nhanh nhẹn. Về trên thực tế, khi với một vận trình xuyên suốt trong năm không hề quá xấu, nó xuất hiện những thời điểm xuất sắc để đương số nắm bắt. Khi đã tìm được cách yêu thích nghi hoạt và hoạt bát thì nhiều chú mèo đã tiếp tục nhìn thấy vận trình của gia đình bạn. Nó xuất hiện ở các bước tiến khá xuất sắc về tiền bạc kiếm được, dần dần rộng mở hơn, phúc khí dần dồi dào hơn. Trong cuộc đời chắc chắn sẽ sung vầy đủ đầy. Còn các tinh cũng sẽ cứu giúp kịp thời và trợ giúp đẩy lùi đám mây số nhỏ dành riêng chỗ đón cát khí cho những người tuổi Mão. Bởi vì Mão là con giáp thông minh cần cù, luôn luôn biết nắm bắt những cơ hội bao quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Bởi khách tham quan luôn luôn tin rằng tất cả nỗ lực sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Với đường hoành tài cũng rất rộng mở, với người tuổi Mão nếu như biết thâu tóm thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo ngại là không có tiền tiêu. Cứ hết tiền lại xuất hiện ngay chỗ để kiếm tiền. Với vận may đến liên tục với người tuổi Mão trong năm 2023. Chính vì lẽ đó, dù là sự sống có thăng trầm nhưng với khách tham quan hãy cứ tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học để trau dồi cũng như là thay đổi bạn dạng thân ngày một mạnh mẽ hơn, thì không lo là cuộc đời không hoàn hảo và cũng không lo là khi bước vào năm 2023 này mình không có tiền tiêu. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Tuất. Đối với người tuổi Tuất thì sẽ cảm thấy một cuộc sống chuyển sang hướng mới khi bước vào năm Quý Mão 2023 đang đến cận kề. Và con giáp này luôn được thần tài chiếu cố nên tài lộc rất hanh thông vô cùng. Mọi việc tiến triển đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất là con giáp làm đâu thắng đó. Nhờ nhận được nhiều may mắn trời ban nên khi bước vào năm Quý Mão 2023 thì người tuổi Tuất hoàn thành tốt mọi kế hoạch đầu tư và nhận những kết quả rực rỡ hơn dự kiến lúc ban đầu. Đây là cơ hội để Tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh, chắc chắn ắt sẽ có lãi. Tuất còn chần chừ gì mà không tiến hành ngay? Nếu như mà còn chần chừ kéo dài thì rất dễ đánh mất lợi thế sẵn có của chính mình. Đối với người tuổi Tuất thường là con giáp cũng thông minh, nhanh nhẹn, luôn có hướng giải quyết trong bất kỳ trường hợp nào. Còn với một trực giác nhạy bén của mình thì Tuất càng rất dễ thành công trong chuyện làm ăn và chuyện kinh doanh.
Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Sửu. Với cái tên tiếp theo nằm trong số những con giáp đổi vận giàu sang trong năm 2023 này, chính là con giáp người tuổi Sửu. Sửu sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt là nhờ được thần tài trông nom nên tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông. Sửu làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời khởi sắc. Với sự tự tin và tinh thần cầu tiến, với một ý chí kiên định nên người tuổi này có thể vượt qua mọi thách thức trong công việc của năm Quý Mão và đạt được những thành công rất lớn, con đường tài lộc ngày càng dồi dào. Vì vậy, bạn luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện những kế hoạch của bản thân. Hãy tập trung làm tốt công việc của mình thì con giáp này có thể đạt được những thành tựu đúng như mà bạn đang mong đợi. Với tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi này trong năm 2023 là được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được rất nhiều các tinh chiếu mạng và hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh hành xử khéo léo nên con giáp này có thể giải quyết mọi công việc cũng như là khắc phục mọi khó khăn rất dễ dàng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này ngày càng thăng tiến. Thế mới nói tử vi tuổi Sửu trong năm 2023 tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều đắc lộc. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Mùi. Với một tính tích cực hơn là nhờ có thần tài phù trợ nên đường tài lộc của Mùi rất hanh thông, với các kế hoạch đầu tư của Mùi phát triển rất suôn sẻ, phất lên như diều gặp gió. Mùi vốn là con giáp hiền lành thân thiện và luôn biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa cá nhân với cá nhân. Và khi bước vào năm Quý Mão 2022 thì sự giàu có của Mùi lên rất mạnh, chủ yếu là dựa vào quý nhân. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên công việc của Mùi tiến triển cực kỳ thuận lợi, dễ nổi bật và tăng lương. Đó là điều không thành vấn đề với con giáp này. Với thời điểm này thì lộc lá đổ về tay. Nếu như bạn mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của Mùi sẽ ngày càng đầy ắp hơn rất nhiều. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì Mùi cũng có thể làm nên đại nghiệp khi bước vào năm 2023 này. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Với những con giáp may mắn sau cơn bị cực tới hồi Thái Lai, đúng 7 ngày tới đây thì top con giáp sau đây là những con giáp may mắn hút cạn lộc trời, đón hỷ sự vào nhà. Đây là những con giáp cực kỳ may mắn, kiệt sức về đến tiền. Trong 7 ngày tới thì thời cơ đến, vận vượng quý nhân trợ giúp nên tài vận tràn trề, kiếm tiền nhiều hơn và luôn luôn gặt hái được những thành công rất đáng ghen tị. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 7 ngày tới đó là con giáp người tuổi Thìn. Với những người thuộc con giáp người tuổi Rồng, sinh ra đã có tầm nhìn xa trông rộng, suy nghĩ cẩn thận và có chí hướng làm nên. Với những điều lớn lao trong 7 ngày tới thì các bạn thuộc con giáp tuổi Rồng sẽ được ngôi sao may mắn phù hộ. Cho dù là sự nghiệp hay là đào hoa may mắn thì tất sẽ gặp rất nhiều may mắn, phát triển mưa thuận gió hòa, gặp may gặp rủi thì gia đạo vẫn có nhiều chuyện vui, điều lành thì thành thiện và điều thiện thì thành thực. Bạn luôn được thần tài mở rộng cửa chào đón, không còn lo thiếu tiền trong những thời điểm này. Trong công việc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, bạn đầu tư vào lĩnh vực nào cũng đạt được những thành tựu rất lớn. Nói chung là vận trình của bạn trong thời điểm 7 ngày tới là những ngày giờ hoàng kim nhất, công danh viên mãn, tình duyên năng hoạt. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 7 ngày tới đó là con giáp người tuổi Thân. Trong 7 ngày tới thì Thân được thiên tài trợ mạnh nên con giáp này có một túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Với bản mệnh là con giáp may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên khi cần tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi, bởi Thân vốn là một người sống rất tình cảm và rất chu đáo. Họ thích theo đuổi cuộc sống tự do và tự tại. Chính vì vậy họ thường dám phá bỏ
những lề lối ở trong công việc và sự nghiệp. Để rồi bằng những nỗ lực của mình, họ đã được người khác công nhận rằng họ là một con giáp cực kỳ may mắn và rất thông thái. Và con giáp may mắn này trong 7 ngày tới thì sẽ nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều người. Vì vậy sẽ có cuộc sống trọn vẹn hơn trong mỗi ngày. Và đúng 7 ngày tới đó là thời cơ cực kỳ hiếm có đối với người tuổi Thân. Bởi vì lúc này luôn luôn có quý nhân trợ giúp nên đường tài vận tràn trề, kiếm tiền nhiều hơn, gặt hái được nhiều thành công hơn. Hết tiền rồi lại có, và những vận tiểu nhân thì luôn luôn ghen ăn tức ở đó. Nhưng bạn đừng lo lắng, bạn làm ăn tử tế, không xin xỏ ai thì một đồng chẳng ai có thể làm khó được người tuổi Thân trong 7 ngày tới đây. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.